Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng về ông Thích Chân Quang, nghi ngờ dùng bằng giả, dư luận nóng rực. Trước vụ việc nóng rực dư luận liên quan đến việc thông tin ông Vương Tấn Việt, tức là Thượng tọa Thích Chân Quang, chưa có bằng cấp 3, đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng. Ngày 13 tháng 8, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vấn đề này, vào ngày 14 tháng 8, trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, Hòa thượng Thích Gia Quang, hiện là trưởng ban thông tin và truyền thông, kiêm phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, việc mà nghi vấn ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, dùng bằng cấp 3 giả liên quan đến vấn đề giáo dục, việc học thêm hay là bằng cấp ngoài trung cấp Phật học là do nhu cầu của mỗi người. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam không đề cập bắt buộc. Việc này là thuộc về mảng giáo dục do Bộ Giáo dục Đào tạo làm việc. Phía giáo hội không có nắm được. Hòa thượng Thích Gia Quang nói và không chia sẻ gì thêm. Theo hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định rằng, bằng cấp duy nhất mà yêu cầu đối với nhà sư là trung cấp Phật học, được sử dụng để bổ nhiệm trụ trì của chùa. Các cấp bậc trong Phật giáo như là Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng là những tôn xưng do người khác nêu lên để tỏ kính trọng đối với tu sĩ Phật giáo trí tuệ, đức độ. Cấp bậc này dựa vào tuổi đời và tuổi đạo. Ví dụ như Thượng Tọa là nhà sư 45 tuổi đời và 20 năm tuổi đạo. Liên quan đến vấn đề này, ngày 13 tháng 8, Bộ Giáo dục Đào tạo bước đầu xác minh nghi vấn về giá trị tấm bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt là có căn cứ. Tuy nhiên, Bộ vẫn tiếp tục phải phối hợp với cơ quan an ninh để điều tra làm rõ nhiều thông tin quan trọng khác. Cụ thể, theo Bộ Giáo dục Đào tạo, đơn vị này sẽ phối hợp với cơ quan an ninh và các đơn vị chức năng xác minh rõ đây có đúng là văn bằng của ông Vương Tấn Việt với các thông tin như vậy hay không. Cái thứ hai là nếu như thông tin văn bằng nói trên mà không trùng với thông tin văn bằng do ông Vương Tấn Việt đang sở hữu thì cần phải tiếp tục làm rõ theo những kênh khác. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì dư luận đang căn cứ vào văn bản của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trả lời Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng ông Vương Tấn Việt không có bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa hoặc là chưa tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, điểm trọng yếu là cần phải làm rõ liệu cái thông tin văn bằng mà Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh có đúng thông tin trên văn bằng của ông Vương Tấn Việt sở hữu hay không. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin và văn bản trả lời Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đã kiểm tra trên hồ sơ tại kho lưu trữ của Bộ Giáo dục Đào tạo từ cách đây hơn một tháng trời. Với các thông tin ban đầu thì ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vương Tấn Việt thời gian vừa qua thì gây xôn xao khi mà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Đại học Luật Hà Nội với khoảng thời gian cực kỳ ngắn, 2 năm, 3 tháng. Phía trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định rằng tổng thời gian đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt là đáp ứng và đủ tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục Đào tạo và quyết định của nhà trường. Phía Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan phải báo cáo về nội dung liên quan tới quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt. Ngoài bằng cấp bị nghi ngờ, hồi tháng 6, trụ trì của chùa Thiền Tôn Phật Quang bị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm. Nguyên nhân được cho là một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của ông này không đúng với chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội, làm suy giảm niềm tin vào Phật pháp, ảnh hưởng
uy tín của giáo hội. Theo khoản 3, điều 20 thông tư 08-2021 TT-BG-DDT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học quy định rằng người mà học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả để làm điều kiện trúng tuyển hoặc là điều kiện tốt nghiệp sẽ buộc bị thôi học. Văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lên tiếng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lên tiếng trước thông tin về bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của ông Vương Tấn Việt, tước thượng tọa Thích Trần Quang, không được lưu trong hồ sơ của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Theo công văn của sở này gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Vương Tấn Việt, tước thượng tọa Thích Trần Quang, không có tên trong danh sách dự thi và không có bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp, cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3. Chiều 14 tháng 8, trao đổi với phóng viên của báo Thanh Niên, thượng tọa Thích Thiện Thuận là phó trưởng ban trị sự, trưởng ban Hoàng Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã nắm được thông tin từ văn bản số 4811 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc của thượng tọa Thích Trần Quang. Theo thượng tọa Thích Thiện Thuận, thượng tọa Thích Trần Quang không phải là một chức sắc Phật giáo, chỉ là một tu sĩ bình thường của một tu viện. Việc mà xác minh bằng cấp của thượng tọa Thích Trần Quang thì thuộc về cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, không phải của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục sẽ có câu trả lời chính thức về vấn đề này. Từ trước tới nay thì thượng tọa Thích Trần Quang chưa từng tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn quản lý thượng tọa Thích Trần Quang với tư cách hành chính, quản lý tăng ni trong toàn tỉnh. Giáo hội tỉnh cũng đang họp để đề ra hình thức xử lý sắp tới về những vụ việc gây ồn ào dư luận trong suốt thời gian qua của một số tu sĩ trong tỉnh, trong đó có cả thượng tọa Thích Trần Quang. Thượng tọa Thích Thiện Thuận cho hay. Cũng theo thượng tọa Thích Thiện Thuận thì giáo hội tỉnh đã quản lý tăng ni nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động đúng với quy định của pháp luật, đặc biệt là luật tín ngưỡng tôn giáo, trực tiếp là hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội tỉnh sẽ có phương thức để góp ý, xây dựng hay là đưa ra hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với từng cá nhân theo quy định của hiến chương. Để bổ nhiệm một số tu sĩ làm trụ trì của các cơ sở Phật giáo, quản lý có rất nhiều quy chế. Trong đó, điều kiện học vấn về đạo học, thế học phải là tốt nghiệp trung học phổ thông, đạo học là phải có tối thiểu là bằng trung cấp Phật học, thượng tọa Thích Thiện Thuận đã nói.